Hello, xin chào quý vị và các bạn. Các bạn nhìn này. Ai đi mua là bắt buộc phải mang cái xe này vào. Và vào mua đồ là bắt buộc phải đeo khẩu trang. Không đeo người ta không cho vào. Cho những người người ta đeo chuẩn bị vào cửa hàng, họ lôi cái khẩu trang như họ đeo. Ra cửa hàng ấy bắt đầu họ cất vào. Cười lắm. Đấy, phải bắt buộc phải mang cái xe này. Nhiều người cái đút cái khẩu trang ở túi. Xong rồi vào gần đến nơi thì móc ra đeo. Đây các bạn nhìn đây, một cái cửa hàng kem rất là to. Một cửa hàng kem rất là to, nhưng mà cũng không được ngồi, người ta chẳng hết vào. Bán đồ ăn như thế chỉ được phép mua mang về thôi. Chứ không được ngồi ăn. Thế nhiều người không được ngồi ăn, người ta ngại, người ta không mua các bạn ạ. Đây là một cái cửa hàng Seona cũng rất là lớn nhá. Cũng đóng cửa. Đóng cửa ngủ im lìm luôn. Đây những người bán ở ngoài cũng thế. Đây. Đi vào là 100% là phải đeo khẩu trang. Đấy, người ta chẳng đấy, không cho ngồi. Các bạn thấy không? Cảnh rất là buồn. Mình thì buồn cười. Người ta ra ngoài này. Đây này. Bán thì vẫn bán. Nhưng mà ghế không được ngồi, chẳng vào, cất ghế lên. Không cho phép. Mình thì buồn cười, người ta ra ngoài thì người ta thoải mái. Vào gần nơi nó bắt đầu họ móc khẩu trang ấy, họ đeo. Tại vì vào mua ăn ấy là bắt buộc phải đeo khẩu trang, không đeo người ta không cho vào. Đây, các cái ghế đấy, ngồi chẳng hết, không cho ngồi. Đi vào cửa hàng là 100% là phải đeo khẩu trang các bạn. Không đeo họ không cho vào. Mà bắt phải mang cái xe đẩy vào. Đấy. Tay họ cầm đấy. Đi ra là họ thoải mái, họ không đeo nữa. Rất là hay. Đây các bạn nhìn. Không được phép mà ăn ngồi ở trong nên họ mua ra ghế. Họ mua ra họ ngồi nghe họ ăn. Đấy. Cửa hàng rất là to. Ok nhá, bye các bạn.